liên quan đến biểu tình vào buổi sáng theo bài viết của Trần Martini thì Hoàng Anh có là các vết thương ở đầu và cổ và công an huyện Châu Thành nói ông đã chết do tự tử bài của Trần Martini đã nhanh chóng tạo ra một cái sóng truyền thông trong các tổ chức và cá nhân chống đối và ngay sau đó công an địa phương đã phong tỏa thông tin trong khu vực tuy nhiên khi tang lễ hốt Hoàng Anh được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều ngày 5 tháng 8, một người hàng xóm đến viếng vẫn bí mật là chụp ảnh quay phim và đưa tin này cho các nhóm chống đối <laughs> cho đến nay gia đình hứa hoàng anh vẫn giữ im lặng về vụ việc trong khi đó các tổ chức cá nhân chống đối đã đăng thêm ít nhất hai phiên bản khác nhau của câu chuyện lên mạng xã hội facebook cụ thể khoảng ngày 3 tháng 8 ông huỳnh tấn tuyên một người quen hứa hoàng anh khi còn bị bắt trong cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 kể rằng Hoàng Anh bị công an là hết tấn công ở gần nhà và chết khi về đến nhà. Ngày 7 tháng 8, nick Facebook Nguyễn Thùy Trang. Một người ẩn danh dùng tên giả viết rằng Trang vừa được một người thân giấu tên của Hứa Hoàng Anh cung cấp tin tức. Theo đó, Hứa Hoàng Anh đã chết lúc 10 giờ 45 phút ngày 2 tháng 8 sau khi làm việc với công an huyện Châu Thành tại nhà riêng của mình. Bài của Trang cũng khẳng định rằng thi thể Hoàng Anh có vết tím bầm ở cổ do bị bóp cổ, vết lặn ở bụng do bị đánh bằng dùi cui, vết uh, thởm ở chán do bị đánh vào đầu và công an nói rằng Hoàng Anh chết do tự dùng dao lam cắt cổ. Trong khi lời kể của chàng Martini và Huỳnh Tấn Tiên đều không có các chi tiết đó. Vì huyện Dòng Kiền cách xa cả đồn công an huyện Châu Thành trụ sở công an tỉnh kiên giang lẫn nhà riêng của hứa hoàng anh có thể thấy trong ba phiên bản là hả chuyện vừa nêu ít nhất hai phiên bản sai sự thật hiện nay nít chàng mát Tư ninh đã đi trách tay có một điều thông tin đến mọi người như thế này quyện dòng ghiền và xã bàn tân định một nơi đó là hả nghe cái khu vực nhà của tôi và công an quyện dòng ghiền á nó cách ở ngoài kia rất gần mà từ xã bàn tân định lên công an huyện rất gần không có xa đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa cái giả thuyết mà bọn này như chúng nó nói mà chết nghe chạy tại xã bàn tân định đúng không thì nếu như chết ở tại đó thì từ đó qua đồn công an ở vị dùng nghiện của tôi làm việc ấy, nó gần sát bên chứ nó xa đó ừ? mà tại sao lại chết là chết ở bên xã bàn tân định hả cái cái cái, cái, cái 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 nội cái câu cái cái, cái nội dung chúng nó viết tôi cảm thấy nó còn thật gì tôi còn gói gắm tôi không hiểu nổi luôn đứa thì nói chết ở nhà riêng đứa là nói qua tới xã bằng tân định chết bỏ rồi cái đứa nói lại là đem lên cho gì mà lên đồn công an huyện châu thành làm việc là chết gì bị công an đánh ở đó rồi chết tử vong cũng rồi bây giờ lại nói là uh, gì uh, chết bên xã tờ bàn tân định mà tự bàn tân định cái đi lên công an huyện châu thành tuốt mi trên kia một quyển trong quyển như này xa nó gần như này ủa sao tôi cảm thấy nó khó hiểu quá vậy mà trong khi nhà của hứa hoàng anh thì là thuộc quyện châu thành chứ không phải quyện dòng ghiền <laughs> mà bọn này nó giết giết là nó hơi bị ngáo rất may là mình ở tại dòng ghiền cho nên là bóc mẻ được mấy cái chiêu trò ngu dốt bọn này nói chung cũng đã nói rồi nó khổ gì đấy xem ra cái ngày mà xuyên tạc kiếm cơm của bọn facebook là phải nó cũng lợi hại và nó lèo lái được mấy cái đám mà chủ yếu là mấy đám chống cộng cực ngu thôi còn những người mà đi đi chống mấy chống cộng cực ngu này thì nó chung ra thì có đầy đủ là lý luận và những bằng chứng để dập mặt tụi nó thì trong tuần qua các tổ chức cá nhân chống đối đã đồng loạt đăng tải các phiên bản chuyện nêu trên để tuyên truyền rằng công an Việt Nam giết hại dân thường, đàn áp biểu tình và vi phạm nhân quyền. Ngày 3 tháng 8, sau khi nhận tin từ tổ chức là Defend for Defender, tổ chức Amnesty International ra quân thư là đòi nhà nước Việt Nam điều tra về vụ việc. Từ ngày 4 tháng 8, Vũ Quốc Ngữ nhóm Defend for Defender bắt đầu xác minh các thông tin gây tranh cãi trong vụ việc. Có lẽ để cung cấp là hát tin cho các tổ chức quốc tế và phải đến ngày 6 tháng 8, Vụ việc này mới được đài BBC, VRA và RFA tiếng Việt đồng loạt đưa tin, nói chung là mấy đám chấm cộng, liệu báo lá cải. Trong đó khi trả lời phỏng vấn đài RFA, Vũ Quốc Ngữ kể một câu chuyện giống hệt cốt chuyện của Nguyễn Thị Trang vào ngày 7 tháng 8. Đài VRA cũng kể gần hứa hoặc anh chết sau khi làm việc với công an tại nhà vì những vết thương ở đầu, cổ, bụng nhưng không có nêu nguồn tin. Đấy, như vậy có thể đặt giả thiết rằng trong vụ hứa Hoàng Anh, vụ Quốc ngữ đã cung cấp tin cho các tổ chức quốc tế vào ngày 3 tháng 8, đi xác minh lại tin sau khi được đề nghị vào ngày 4 tháng 8, và cung cấp cốt chuyện là khả tính nhất cho VOA và RFA tiếng Việt vào ngày 6 tháng 8. Cùng lúc đó cũng có một nhà chấm cộng biết rằng hứa hàng Anh không chết do bị công an đánh. Ngày 5 tháng 8 là hả Thằng Khoan đã đưa ra quan điểm này kèm theo 5 bằng chứng để chứng minh. Thứ nhất, trước khi chết, Hứa Hoàng Anh không hề thông báo trên Facebook rằng ông bị công an mời làm việc. Thứ hai, thằng Khoan chỉ ra rằng để ngụy tạo bằng chứng về buổi làm việc của Hứa Hoàng Anh, dư luận chống cộng đã chân ra một tờ giấy mời có từ ngày 26 tháng 9 năm 2017, thay vì là trong năm 2018. Thứ ba bức ảnh dùng làm bằng chứng về thương tích ở đầu và cổ của Hứa Hoàng Anh được lấy từ một vụ việc khác chứ không phải là vụ Hứa Hoàng Anh. Thứ tư, sau khi Hứa Hoàng Anh chết, gia đình và hàng xóm của ông không có biểu hiện là bức xúc. Thứ năm, Hằng Phan đã nhờ người xác minh và người này khẳng định rằng Hứa Hoàng Anh không chết do bị công an đánh. Vì vậy, có bài viết Hằng Phan đã mắng gần các nhà chống cộng khác đang tung tin giả về cái chết của Hứa Hoàng Anh để trục lợi từ việc là viên góp tiền từ thiện. À mà nghe nói sau vụ việc này là đám chống cộng nó viên góp được mới cũng khá khá à nghe. nghe đâu tụi nó nói là nó chuyển tiền cho cái thân nhân của thằng Hứa Hoàng Anh này mà không biết có, cho được đồng nào hay không thôi, chưa biết. Tại vì thân nhân gia đình này người ta nói là tao chưa có nhận gì chứ, tao có nhận bất cứ gì của ai chứ sau khi xem xét các tình uh, tiết trong vụ hứa hoàng anh, mình xin đưa ra ba cái nhận xét. thứ nhất, cho đến thời điểm hiện tại, cả dư luận lề phải giận lẫn cái dư luận của lề trái đều không cung cấp đủ bằng chứng vững chắc để khẳng định nguyên nhân cái chết của hứa hoàng anh. vì vậy, còn quá sớm để tuyên truyền rằng là ha, ông hoàng anh chết là do bị sát hại hay do là tự sát. thứ hai, khi các tổ chức và cá nhân chống cộng kể lại vụ việc họ đã đưa ra những ba cốt truyện là chứa nhiều tình tiết nó mâu thuẫn nhau như nãy tôi đã nói họ cũng ngụy tạo bằng chứng về buổi làm việc với công an của hứa hoàng anh và về các hương tích trên cơ thể của ông như vậy một số nhà chấm cộng đã tung tin giả về vụ hứa hoàng anh để tự thỏa mãn cái cảm xúc của mình hoặc để tuyên truyền chính trị sai sự thật để là cốt chủ yếu là giải ngân kiếm tiền đô la mà thứ ba trong một cái xã hội văn minh, mạng người và pháp luật cần được tôn trọng. Vì vậy, dù Hứa Hoàng Anh bị đánh chết hay là tự tử, và dù cảnh sát có hành vi bạo lực với người biểu tình hay không, thì dư luận ở phía đối nghịch cũng không nên tuyên truyền rằng mạng sống của ông Hứa Hoàng Anh là không đáng giá như vậy. Từ FB Nguyễn Thô Hiền. Thì để kết thúc, tôi xin học như thế này. Thì qua đây chúng ta có thể thấy được rằng, đối với bọn chống cộng ở hải ngoại và cái đám là hả rợn que ở trong nước thì nói chung những cái thông tin gì mà gọi là nóng hổi mà có thể là hả lèo lái được dư luận có thể tạo ra được những sự căn đồ mà hả có thể tạo ra được những cái à, nói chung là những cái cuối bài viết hay mà để chúng nó là có thể là hả giải ngân được đô la là lập tức chúng nó phải chớp lấy chúng nó phải xuyên tạc thật là thật là ghê gợn lên để chi để giật gân câu like điểm view như vậy thì mới có là hả dễ ngân mới có đô la được chứ còn mà nếu giết ngu ngu quá thì làm sao mà dễ ngân làm sao mà có đô la bởi vì người ta mới nói đó không ngu không dốt và không xuyên tạc thì không gọi là bao que không có gì không cắn càng không sủa bậy không nói tục không chịu phép thì đâu gọi là mấy người dân chủ cội cực ngu đâu khổ lắm nói một cái tình tiết của một thằng gì một thằng ngu học như vậy mà nó giết ra gì mà cũng có đám nó tên sệt phán cầu xin gờn cái đồ gì đồ lên nợ máu trả bằng máu đâu thằng nào ngon đi nợ máu trả bằng máu cho tao coi xem đấy Tao chỉ sợ tụi mày chưa kịp lú cái đầu ra tụi mày đã bị ăn còng số 8 rồi hiểu không khổ lắm suốt ngày ở lên trên mạng, facebook cào phím hổ báo cáo trộm, Ai về đâu ra thứ ngoài đời chỉ toàn là những thứ chuột lắc chuột nhéo gì, nhưng mà chỉ thích cái khoác cái áo là gì hùm cọp để chi hù dọa người khác ghê lắm kinh lắm, nhưng mà gặp thì ta nói nghe con cọp con hùm nhưng mà nó chỉ mang được cái lá gan của cái loài chuột nhắc chích nhát khổ bởi vì nói đến mấy cái thằng mà hả, ba que sổ lá với lại hả, dân chủ cội quốc nội này tôi cảm thấy thật là nực cười khi nhớ đến cái câu chuyện cổ tích con hổ mà nó có cái lá gan chuột nhắc cho dù ông tiên có giúp nó thành những con thú như dôi hổ báo cáo tròn như thế nào thì cái lá gan chuột nhắc của chúng nó vẫn là như thế là những cái lộ gì hám danh hám lợi tham sống sợ chết tham công đùng đẩy những cái khó khăn vô cho người khác và khi gì khi có tiền thì còn anh anh em em ừ. chiến hữu và khi gì khi hết tiền hết tình thì không còn cái gì không còn cái tình nghĩa cái con mẹ gì nữa cả thân mày mày lo thân tao tao lo ừ. công an bắt thì mày vào tù tao ngoài tao hưởng đô của mày vậy thôi đó chính là cái gì đó chính là cái quy luật của mấy cái đám là hả rận chủ quốc nội nó là như thế thậm chí là cái đám chống cộng cực ngu ở hải ngoại nó cũng như vậy mà thôi <laughs> chỉ toàn là một cái lỗ ô hợp à, những thằng lưu manh những kẻ cơ hội đấu đá cắn xé cho nhau là giỏi thằng nào cũng muốn là gì mình làm tướng làm tá chứ không thằng nào muốn làm là làm là lính làm bé thằng nào cũng muốn làm gì tổng thống thủ tướng bởi vì ở tại hải ngoại tao nói nghe hàng trăm hàng chục cái hội nhóm chống cộng thằng nào cũng là tướng tá tổng thống không có thằng nào là lính vậy là lính đâu phục vụ mấy cha đó đây trời khổ quá ai à, đến này kết thúc livestream được rồi chọc mấy bè quá nó, nó, nó máu nó chết tội nghiệp thôi chào chúc cả nhà những người yêu nước đi đi ngủ ngon nha